Cô mến chào các con học sinh lớp 1 trường Trần Quang Diệu. Rất vui được gặp lại các con ở tiết tập viết hôm nay. Tiết tập viết hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con tô chữ hoa H, I, K. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các con tìm hiểu đặc điểm, cấu tạo và cách tô chữ hoa H, I, K. Các con quan sát, đây là chữ hoa H. Đặc điểm của chữ hoa H, cao 5 ô ly, 6 đường kẻ ngang, viết 3 nét. Cấu tạo của chữ hoa H. Nét 1 là kết hợp của hai nét cơ bản, cong trái và lượng ngang. Nét 2 là kết hợp của ba nét cơ bản, khuyết ngược, khuyết xuôi, móc ngược phải. Nét 3 thẳng đứng, giữa đoạn nối của hai nét khuyết. Các con quan sát tiếp quy trình tô chữ hoa H. Nét 1, đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái rồi lượng ngang, dừng bút trên đường kẻ 6. Nét 2, từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút và hơi lượn xuống để viết nét khuyết ngược, rồi nối liền sang nét khuyết xuôi. Đến gần cuối nét khuyết thì viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút ở đường kẻ 2. Nét 3, từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên viết nét thẳng đứng ngắn, cắt giữa đoạn nối hai nét khuyết. Các con quan sát, đây là chữ hoa Y. Đặc điểm của chữ hoa Y, cao 5 ô ly, 6 đường kẻ ngang, viết 2 nét. Cấu tạo của chữ hoa Y. Nét 1 là kết hợp của hai nét cơ bản, cong trái và lượn ngang. Nét 2, móc ngược trái, đầu nét hơi lượn, cuối nét lượn hẳn vào trong, gần giống nét 1 ở chữ hoa bờ. Các con quan sát tiếp quy trình tô chữ hoa Y. Nét 1, đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái rồi lượn ngang, giống nét đầu ở chữ hoa H. Nét 2, từ điểm dừng bút của nét 1, hơi lượn xuống để viết nét móc ngược trái, chạm đường kẻ 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong, dừng bút trên đường kẻ 2. Các con lưu ý, chân nét móc rộng hơn, nét cong ở đầu chữ. Các con quan sát, đây là chữ hoa K. Đặc điểm của chữ hoa K, cao 5 ô ly, 6 đường kẻ ngang, viết 3 nét. Cấu tạo của chữ hoa K. Nét 1 là kết hợp của hai nét cơ bản, cong trái và lượn ngang, giống nét 1 ở chữ hoa Y. Nét 2, móc ngược trái, đầu nét hơi lượn, cuối nét lượn hẳn vào trong.
Nét ba là kết hợp của hai nét cơ bản, móc xuôi phải và móc ngược phải nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ. Các con quan sát tiếp quy trình tô chữ hoa ca. Nét 1. Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái rồi lượn ngang giống nét đầu ở chữ hoa hờ và chữ hoa y. Nét 2. Từ điểm dừng bút của nét 1, hơi lượn xuống để viết nét móc ngược trái. Khi chạm đường kẻ 1 thì lượn cong lên rồi uốn vào trong, dừng bút trên đường kẻ 2. Giống nét móc ở chữ hoa y nhưng chân móc hẹp hơn bằng độ rộng của nét 1. Nét 3. Từ điểm dừng bút của nét 2, lia bút lên đường kẻ 5 để viết nét móc xuôi phải. Đến khoảng giữa thân chữ thì lượn vào trong và tạo vòng xoắn nhỏ lòng vào thân nét móc nét 2, rồi viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút trên đường kẻ 2. Cô vừa hướng dẫn các con tìm hiểu đặc điểm, cấu tạo và cách tô chữ hoa hờ, chữ hoa y, chữ hoa ca. Tiếp theo các con sẽ thực hành luyện viết vào vở. Khi viết vở, các con lưu ý tư thế ngồi viết của mình nhé. Cô nhắc lại tư thế ngồi viết: lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vở từ 25cm đến 30cm. Tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ vở. Hai chân song song, thoải mái. Các con nhìn bài viết mẫu, viết lại vào vở cho đúng và đẹp nhé. Tiết học đến đây là hết rồi. Cô chào các con, hẹn gặp lại các con ở tiết tập viết sau nhé. Chúc các con chăm ngoan học giỏi. Chào các con.